Thưa quý vị và các bạn, theo tin mới cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào hồi 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Cha Ba ở vào khoảng 20,9 độ vĩ Bắc, 111,4 độ kinh Đông trên vùng biển phía Nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 380 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là 118 đến 133 km/h, giật cấp 15, bản kinh gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 170 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, đi vào đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và suy yếu dần. Đến 22 giờ ngày mùng 2 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ vĩ bắc, 110,3 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10 từ 75 đến 102 km h giật cấp 12. Cảnh báo mưa lớn từ chiều tối và đêm nay đến ngày 3 tháng 7, phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 150 mm. Riêng khu vực đông bắc có nơi trên 200 mm. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7, do ảnh hưởng của dạng áp thấp, ở bắc bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to.